Em yêu, xin lỗi em vì anh đã lỗi hẹn với em. Đây là lần đầu tiên và sẽ là lần duy nhất. Anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh phải xa em. Tháng ngày bên nhau, anh đau lòng khi thấy vì yêu anh mà em đã từ chối biết bao cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ mà em đã ôm ấp từ thuở nhỏ là được vút cao tiếng hát trong vòng trời nghệ thuật. Từ đó, anh cảm nhận được hạnh phúc sẽ không còn là hạnh phúc nếu bắt em phải chọn lựa. Ủa, em chơi ký à? Ký đi, lát đi về lấy gì cho. Thôi, cái hợp đồng này để tính sau đây, giờ mình lo đám cưới trước nha. Vì yêu em, anh phải ra đi. Những tháng ngày sau khi vắng anh, em đừng buồn, đừng khóc. Anh biết em là một cô gái cứng rắn, đừng gục ngã. Tương lai tươi sáng đang chờ đón em. Anh yêu em. Một nỗi đau lây lất trên con đường tình, lòng tái tê u buồn vì thiếu người yêu. Một đêm đông gặp trong tình mộng, người yêu về vòng tay âu yếm thức đêm dài. Thương nhớ người yêu, hồn tôi nỗi đau vây kín vết thương lòng, vây kín vết thương lòng. Tình yêu vang vọng niềm cay đắng âm thầm nhiều trong vắng, nhớ người mình yêu. Mình đã yêu quá con tim mù lòa. Mình đã say tình gục ngã vì một cơn điên diêm thân trời lạnh, chạy đi tìm vòng tay tuyết giá suốt năm dài. Thao thức tình si thức đêm, hồn tôi nỗi đau vây kín vết thương lòng, vây kín vết thương lòng. Tình yêu vang vọng niềm cay đắng âm thầm nhiều trong vắng, nhớ người mình yêu, nhớ người mình yêu. Mình đã con tim mù lòa, mình đã say tình gục ngã vì yêu.
cơn điên, riêng thân trời lạnh chạy đi tìm vòng tay tuyết giá suốt năm dài. Thao thức tình si chạy đi tìm vòng tay tuyết giá suốt năm dài. Thao thức tình si Thưa quý vị, qua sự nghiên cứu nghiêm túc của các phòng thí nghiệm nổi tiếng ở Nhật Bản, đặc biệt tại vùng Okinawa, chúng ta được biết đến rong biển Okinawa Mozuku được coi là một thần dược giúp cho người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới. Với 100% chất liệu Mozuku từ thiên nhiên, loại thần dược này có khả năng diệu kỳ giúp cho cơ thể chống lại lão hóa, tăng cường tuổi thọ, đặc biệt những chứng bệnh hiểm nghèo như ung thư, tai biến, đột quỵ, đột tử và cao huyết áp cũng ít xảy ra cho cư dân của vùng Okinawa. Hàm lượng Okinawa Mozuku nhiều hơn Sugoi Fukuden có thể giúp hồi phục nhanh chóng và ngăn ngừa sự trở lại của các chứng bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu loại Sugoi Fukuden mới với hàm lượng Okinawa Mozuku rất cao. Chúng ta nên nhớ Okinawa Mozuku là thành phần quan trọng nhất để bảo đảm sự hiệu nghiệm của Sugoi Fukuden. Sugoi Fukuden do Trung tâm Thúy Nga độc quyền phân phối. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-891-5665, 714-894-5811 hoặc thuyngashop.com.